miền biên cương luôn tồn tại những câu chuyện kỳ diệu. Đến với mảnh đất Cao Bằng là để khám phá thêm những điều lý thú về vùng địa linh nhân kiệt với núi non hùng vĩ và con người dũng cảm, giàu lòng yêu nước. Một vùng đất nằm ở trung tâm huyện Hòa An và được trải dài theo những dòng sông gắn với chiều dài lịch sử. Cùng với mảnh đất này, trải qua bao thăng trầm của thời gian, con người vẫn một lòng kiên trung, son sắt vì sự phát triển đi lên của địa phương nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung. Nhìn xuyên suốt lại quá khứ, những dòng sông ở nước Hai đều là chứng nhân chứa đựng nhiều ý nghĩa vô cùng to lớn về lịch sử, văn hóa và kinh tế của huyện Hòa An. Đó là câu chuyện huyền thoại về Pú Luông, Rau Cải, nói về đôi vợ chồng thủy tổ xây dựng nên vùng nông nghiệp của Hòa An. Và ở đây cũng thờ nhân vật Phạm Công, Quốc Hoa, để nhắc nhở mỗi chúng ta về một nền văn hóa tâm linh, xây dựng nhân cách đạo đức, trung thành với quốc gia dân tộc, hiếu nghĩa với bề trên, ông bà, cha mẹ. Thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng. Cũng bắt nguồn từ đây nên hình thành tên Háng Cáp, tiếng Tày và tên nước Hai ngày nay. Nước Hai thì từ xưa ấy thì cái nơi này là có Háng Cáp. Háng Cáp là hai tiếng Tày đấy, là hai con sông chung lại, sông Bằng Giang và sông Quy Sơn. Thế nhưng mà lúc đầu tiên thì lên thì nó chưa có gì đâu. Thế thì từ cái lịch sử ông năm lắm rồi ấy, tức là trước khi đế quốc quốc Pháp xâm chiếm ta ấy, thì phải nói rằng cái nước Hai nó đã thành hình rồi, thành hình rồi, nó có là cụm dân cư nhỏ nhỏ, rồi thì là cụm là ở đây thì tất cả những người Nùng, người Tày thì người ta trong làng hết. Còn chỉ có người Kinh với người Hoa Kiều thì người ta ra cái chỗ thị trấn này ở. Thì lúc đầu tiên thì nó còn ít người lắm, chứ khoảng đâu chỉ đủ vài chục gia đình rồi đến 100 gia đình. Sau này đến cái thời kỳ thì Pháp đô hộ ấy, thì phải nói rằng là lúc bây giờ nó mới lên, nó mới đặt, nó làm cái đồn điền nuôi ngựa ở trên này do cái tay Đê Na, tức là trung úy thú y người Pháp lên đây để mà nuôi ngựa, nuôi lừa rồi tất cả các thứ. Cái mục đích của nó là cung cấp cho chiến trường ba nước Đông Dương, tức là ngày xưa đường xá không có như bây giờ được, phải đi bằng thuyền, bằng bè hoặc là rừng núi rừng thì chỉ đi ngựa thôi. Thế cho nên nó mới phát triển cái ngựa ở nước Hai này. Cái một trại ngựa cũng cuối cùng rất lớn, tức là cung cấp cho trận chiến ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Đô hộ Pháp thì tìm cách chiếm đoạt, tức là làm sao mà để thế thì làm cái đồn điền dòng mía, dòng nhất để nuôi lợn ngừa rồi thì là các cái thứ nông phẩm nữa để mà nuôi ấy. Thì còn cái người như phu làm đồn điền cho nó thì chỉ có độ hơn 30 người chuyên môn làm việc. Cuối cùng nó đặt tên là nước Hai, tức là hai con sông Bằng Giang, sông Hiến cũng đặt như thế để cho nó thuận tiện. Thế sau đó dần dần mới có đường xá. Lúc đầu tiên thì từ đây đến thành phố hay này khác thì chỉ đi ngựa rồi đi thuyền sông Bằng Giang này, đi thuyền có thể được buôn bán được đồ gốm của nước Hai sang đến tận Long Châu Trung Quốc. Cho nên là cũng có cái hoạt động của nó như thế. Thế cho nên trên bến dưới thuyền dần già thì dân ở đây mới tụ lại ngày một đông lên.
Trong tiến trình của lịch sử, từ khi thực dân Pháp chiếm Cao Bằng, nước Hai cũng như các địa phương khác chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội phong kiến nửa thuộc địa. Đế quốc Pháp đã cấu kết chặt chẽ với bọn tay sai ở địa phương để áp bức bóc lột nhân dân. Ở nước Hai Hòa An, thực dân Pháp thu rất nhiều thứ thuế, thuế ruộng đất, môn bài, nhà chợ, đò, lâm sản, thuế đinh. Khi phong trào Việt Minh đã phát triển rầm rộ, thực dân Pháp tăng cường số lính, số đồn bốt lên gấp 2, 3 lần để lùng sục khủng bố cách mạng. Đầu những năm 1930, nước Hai được các đồng chí Vũ Anh, Lê Hồng Cương, Giáo Bội, Bằng Giang là những cán bộ lãnh đạo cấp cao lúc bấy giờ trực tiếp gây dựng cơ sở, tuyên truyền vận động quân chúng tích cực nhận nhiệm vụ cách mạng. Trong những năm từ 1940 đến 1944, dưới sự lãnh đạo của các đồng chí cấp trên của tỉnh bộ lúc đó, Hội Ái Hữu Nước Hai đã thực hiện tốt nhiệm vụ. Sau này, mặt trận Việt Minh thành lập, các hội cứu quốc thì Hội Ái Hữu tự giải tán và theo lứa tuổi của từng người tham gia vào các hội cứu quốc như Hội Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Nước Hai được cấp trên chỉ đạo cho thành lập trung đội tự vệ bán vũ trang, có nhiều chiến sĩ và được tổ chức huấn luyện chiến đấu. Sau này đến khi mà từ Việt Nam Bắc Hồ về Cao Bằng ấy, thì lúc bây giờ có phong trào cách mạng, nước Hai được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Bác Hồ rồi tất cả thì cũng quan tâm, bởi vì nơi đóng của Bác Hồ thì ở gần đây thôi, tức là chỗ Lam Sơn về được thường xuyên thì bác về đấy xem lấy tổ cho cụ Cáp, Đặng Văn Cáp mà đón bác về, cụ về chỗ Lam Sơn này. Ông đâu thành lập cái xưởng với tổ đúc vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam. Cái mặt trận Việt Minh, thanh niên thì vào đoàn viên cứu quốc, rồi thiếu niên thì cũng là thiếu niên cứu quốc, rồi các cụ lão thì cũng là các cái cụ lão thì cũng là các đoàn thể nông dân thì đều có cái đoàn thể của mình hết. Cho nên là lúc bây cái phong trào mạnh, lớn mạnh lắm. Đánh được đế quốc Pháp, rồi có nước nhà được độc lập, thì phải nói cái này toàn dân dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, mặt trận Việt Minh là ai cũng đoàn kết một lòng. Nhân dân ở nước Hai cũng như là nhân dân ở huyện Hoan này, các xã đây, tức là muốn gì gì nước Hai vẫn là cái nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của toàn huyện Hoan. Thế thì cái nơi này là luôn luôn được quan tâm. Thứ hai thì nó phải nói là thay đổi rất nhiều. Tất cả mọi người dân ở đây ai cũng có một lòng theo đảng. Mọi người sẽ sẵn sàng thực hiện. Từ sau khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, kinh tế của nhân dân thị trấn nước Hai tiếp tục phát triển, mở ra hướng làm ăn mới. Các dịch vụ kinh doanh, đặc biệt là các dịch vụ thương mại phát triển, đời sống ngày càng ổn định, góp phần đáng kể cho thu nhập ngân sách nhà nước. Ở vị trí trung tâm với đường giao thông thuận lợi, có lợi thế về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại chỗ và đưa đi các nơi, nên thị trấn nước Hai trong tương lai sẽ là một thị trấn tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển, để xứng đáng là vị trí trung tâm kinh tế của huyện Hòa An. Về công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn nước Hai, thực hiện nghị quyết 864 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sát nhập địa giới hành chính, trong đó thị trấn nước Hai sát nhập mở rộng một số xã và một số phần các xóm của các địa phương xã liền kề. Thì sau khi sát nhập thì đã tiến hành tổ chức cải tổ bộ máy cũng như là sắp xếp bố trí các cái vị trí việc làm đáp ứng được với cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái thời gian sau quy hoạch. Đến hiện nay thì thị trấn nước Hai đã cơ bản là ổn định vào hoạt động, bộ máy thì cơ bản là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thì về cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì dựa trên cái cơ cấu thì sau sát nhập thì thị trấn nước Hai 70% cơ bản vẫn là thực hiện cái phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn, còn 30% phát triển dịch vụ.
thì căn cứ cái tình hình trên địa bàn thì Ủy ban thị trấn Nước Hai đã xác định là thị trấn là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội địa phương thì cũng sẽ nhu cầu phát triển về dịch vụ và để tăng được cái nguồn thu nhập bình quân đầu người của người dân địa phương cũng như là phát triển cái lợi thế thì xác định là qua đó cũng căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ của huyện và thị trấn, nghị quyết của đảng ủy thị trấn, đảng bộ thị trấn để thực hiện là quy hoạch phát triển bền vững về phát triển nông nghiệp và du lịch gắn liền với du lịch tâm linh, làm sao để cho cái cung cầu dịch vụ trên địa bàn được nhiều thuận lợi, phát triển hơn, bền vững hơn và tăng cái nguồn thu nhập trên địa bàn. Thì với cái nội dung đấy thì hiện nay trên địa bàn thị trấn đang có những cái biện pháp công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện các cái chương trình dự án trên địa bàn đáp ứng được cái trong thời gian tới để làm sao phát triển được những cái mô hình du lịch và gắn kết với cái trải nghiệm du lịch cộng đồng về phát triển nông nghiệp cũng như là các cái khu di tích lịch sử và cũng như là phát huy bảo tồn cái giá trị dân tộc trên địa bàn. Thị trấn Nước Hai là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, giữ vai trò vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là trung tâm động lực lan tỏa thúc đẩy sự phát triển của huyện. Đô thị cải tạo, chỉnh trang, quy hoạch phát triển, mở rộng các khu ở mới sang bên kia sông Bằng với đầy đủ công trình dịch vụ đô thị, công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ưu tiên theo mô hình đô thị xanh kết hợp với các dịch vụ sinh thái nhằm nâng cao chất lượng sống trong đô thị. Đô thị du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa quan trọng trên địa bàn huyện Hòa An. Đó chính là sự đổi thay của miền đất nơi đây. Thì qua cái tình hình thực tế thì từ lúc từ mở rộng quy hoạch rồi đến từ những cái chương trình mục tiêu quốc gia và tất cả có nghĩa là về cho lợi ích cho người dân thì có xu thế là ngày càng được tăng lên và cũng được từ sự quan tâm của các lãnh đạo thì cũng về cái mặt như là về từ chính trị rồi phát triển kinh tế thì được quan tâm hơn và cũng về cái mọi thứ như hành chính các thứ thì cũng được cấp trên là chỉ đạo và cũng được sát sao với như là chúng tôi là ở đây thì cũng thực hiện theo những cái chỉ thị và cũng nghị quyết của bên cấp trên thì cũng đạt được những cái kết quả như là cũng vận động nhân dân và tuyên truyền nhân dân là theo cái phát triển theo cái lợi thế là về theo chuyển đổi thành hàng hóa, tuyên truyền nhân dân là vào những cái mục tiêu là phải phát triển để quê hương ngày càng đổi mới. Nơi đây đã mang bao lớp phong rêu của trầm tích lịch sử mà ngày nay hiện hữu ngay ở những công trình kiến trúc lịch sử như miếu Phạm Công Quốc Hoa, đền Pú Luông, Già Cải. Đến với Nước Hai ngày nay, điều mà mỗi người cảm nhận đầu tiên là sự nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất của huyện Hòa An. Nơi này đã in sâu trong tâm trí của người dân và trải dài theo dòng lịch sử của Cao Bằng.